Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Hôm nay tôi sẽ thực hiện siêu thử thách sinh tồn. Thì lần trước sán lợn su sinh tồn ở trên sông ấy thì rất nhiều bạn comment là sáng không biết sinh tồn. Thì lần này cho sáng lều luôn, cho sáng bật lửa, cho sáng dao, sáng chăn luôn, cho sáng áo phao và cho sáng mang quần áo. Sán lợn su tồn tại ở trên đảo hoang được 10 ngày sẽ nhận được 10 triệu. 10 triệu. 10 ngày có đầy đủ dụng cụ. Đúng rồi. Thế này thì em chắc chắn sẽ hoàn thành thử thách luôn. Đây thực sự là một siêu thử thách luôn. Chưa có ai ở Việt Nam mà sinh tồn 10 ngày trên đảo hoang. 10 ngày nói chung thì rất lâu đấy em ơi, cố gắng lên. Nghĩ lại chưa? Hay thôi bỏ cuộc đi. Không bỏ cuộc được. Chấp nhận thử thách 10 ngày luôn. Mà cái đảo hoang này rất đặc biệt nhá. Đảo ở trên biển nhưng mà lại có biển ở trong đảo. Và còn một điều đặc biệt nữa ở cái đảo hoang này là chỉ có một lối vào duy nhất thôi, đó là cái hang động kia. Nói chung là cái đảo hoang này địa thế rất là hiểm trở, sáng su sẽ rất khó sinh tồn luôn. Ở đảo hoang này khoảng độ 5-6 giờ tối thì nước sẽ ngập binh hết luôn. Tại biệt sáng bây giờ sẽ di chuyển ra ngoài nhờ nước sắp lên rồi. Địa hình ở đây thực sự khá là khó khăn, các cạnh đá rất là sắc. Bây giờ tôi sẽ đi khám phá đảo trước nhá. Thì để sinh tồn được ở trên cái đảo này thì cần phải khám phá hết cái hòn đảo đã. Để xem là mình tìm kiếm thứ nhất là địa điểm để mình ở này. Thứ hai đó chính là thức ăn và thứ ba là nước uống. Tôi vừa đi vào từ hang đấy cho nên ở đấy không còn gì để khám phá. Ở đây, đây à. Đấy, đây còn một cái hang nữa. Bây giờ tôi sẽ xem cái hang đấy là hang gì nhá. Đây là một cái hang thôi các bạn ạ. Ở đây chỉ là một cái hang bình thường thôi, không có gì cả. Hang này thì tôi nghĩ là khi mà nước lên là khả năng là nước cũng ngập bởi vì nó rất là ẩm ướt. Đã tìm ra nguồn cung cấp nước ngọt rồi nhá. Chính là tảng đá trên này. Mới chỉ đi khám phá được 1/3 hang động thôi mà nước biển dâng rất là cao rồi này. Ở đây thực sự rất là nguy hiểm. Ở đây thì có rất là nhiều những cái quả như này. Và bởi vì không biết đây là quả gì cho nên tôi sẽ không ăn những quả này nhá. Để tránh trường hợp bị ngộ độc. Vừa nhặt được một cái chai xong, bây giờ rửa cái chai này đi để lấy chai đựng nước ngọt. Ở đây có rất là nhiều cây tre như này. Tôi sẽ thu thập những cây tre này về để gia cố cho lều của tôi. Thức ăn của tôi thì đây như các bạn nhìn thấy đây, có rất là nhiều những con hà như này nó bám ở vách đá này. Đấy, đây sẽ là thức ăn chủ yếu của tôi nhá. Để cái chai này ở đây hứng nước nhá. Lát nữa quay lại lấy cái chai nước ngọt này xong, thu thập cả những cái phao này đem về chỗ lều luôn. Có cái gì thu thập được thì mình sẽ thu thập hết về luôn này. Nước biển dâng quá là nhanh luôn này, ngập binh luôn rồi. Tôi thì sẽ ở trên mỏm đá này nhá. Bây giờ tôi sẽ dựng lều để bắt đầu cuộc hành trình sinh tồn 10 ngày tại đảo hoang. Trời đang mưa rất là to, tôi đang dựng lều thì các bạn ơi nhìn thấy này. Nước mưa chảy rất là nhiều. Tôi có thể sử dụng nước mưa này để uống trực tiếp luôn này. Bởi vì là mưa trực tiếp ở trên trời xuống thì nước rất là sạch. Thôi, tranh thủ dựng lều cho xong, mưa to quá rồi mọi người. Trời đang mưa rất to, không biết chỗ sáng có mưa không. Thương sáng quá. Vậy là tôi đã dựng lều xong, trời đang khá là mưa. Đây, tôi dựng lều buộc gia cố rất là chắc chắn. Bây giờ thì người đã ướt hết rồi. Giờ sẽ ra lấy chai nước mà lúc nãy tôi hứng nước mưa để sử dụng làm nước uống nhá. Trời mưa thì khiến cho các vách đá trở lên trơn hơn và khiến cho cái thử thách sinh tồn của tôi trở lên khó khăn hơn rất là nhiều luôn. Các tảng đá rất là trơn luôn này mọi người này. Đấy. Kiếm được một cái túi lưới mọi người ơi. Có vẻ như là cái túi lưới này dùng để đựng cá rồi đựng thức ăn được rồi các bạn này. Rất là nhiều những cái con như này, thu thập những cái con hà này về nha các bạn này. Đấy, mang những con hà này về để chế biến ăn. Ui. Ui các bạn ơi. Vậy là tôi đã hứng được đầy một chai nước này. Đấy, thế là ngày hôm nay có nước ngọt uống rồi nhá các bạn nhá. Nhưng mà nước này khả năng là phải đun lên đã, chứ cứ thế này uống tôi sợ nó bẩn. Cho nên là bây giờ tôi sẽ về đun lên nhá. Nói chung là ở đây có rất là nhiều các khe nước chảy cho nên là mình sẽ không lo thiếu nước ngọt nữa các bạn ơi. Đấy, tôi bắt được một con cua, càng khổng lồ luôn, đen lướng rồi. Có đồ ăn rồi, có đồ ăn rồi. Đây thì ở đây có mấy con hà tôi đã bắt được. Với lát nữa thì đi bắt thêm một chút để làm bữa trưa.
rửa cái loang này đi và làm cái xoang thôi. Nước lên đẫy binh rồi nhá mọi người nhá. Thay quần áo đem ra phơi thì thấy ở trên lều có nước mưa đọng này. Bây giờ thì có nước uống rồi. À ui ôi, nước mưa ngọt thật. Có lửa rồi, giờ thì đun nước để lấy nước uống thôi. Với cả nấu hải sản. Đấy, hôm nay tôi sẽ ăn những con hà này nhá. Có nước uống rồi các bạn ơi, nước sủi rồi nhá. Vậy là tôi đã có đồ ăn rồi nhá. Càng cua hơi cháy một tí. Ui à, cháy gần hết rồi, gần hơi cháy gì nữa. Không sao, vẫn ăn được. Béo. Tuyệt vời. Còn đây là mình của con cua, hơi cháy một chút, vẫn ăn được. Không ngon bằng càng cua. Còn đây là món hà lướng này. Ý, ui dồi, món này mà có mỡ hành nữa thì ngon thế. Con này mới nhiều này. Wow. 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 Tuyệt vời. Vậy là tôi đã ăn xong bữa trưa nhá. Đây, đây chính là nước này các bạn ơi. Này, nước vừa đun sủi xong. Vậy là hoàn thành bữa ăn đầu tiên. Giờ thì đi nghỉ ngơi thôi. Chỉ ngủ đúng một giấc dậy thôi mà nước biển bao la, gọi là ngập binh cái đảo này luôn rồi. Mọi người nhìn có đẹp không? Có mát không? Quá là tuyệt vời luôn. Ở đây 10 ngày chứ khả năng tôi ở được 1 tháng. Lại mưa to rồi. Ra ngoài hứng nước mưa thôi. Nước mưa thì nó sạch sẵn rồi, đỡ phải đun. Cứ thế là uống luôn mọi người ơi. Sinh tồn ở đảo hoang mà ngày đầu tiên đã gặp ngay trời mưa liên tục như này rồi. Mưa rất là to luôn. Đấy, mưa to quá. Các bạn ơi, cái lèo này nó bị dột này các bạn này. Đấy, nước nó cứ chảy tong tỏng xuống ấy. Khó chịu thật sự luôn. Trời ơi. Ôi, càng ngày nó càng dột nhiều luôn. Quá trời nước mưa luôn. Trời ơi. Thực sự bây giờ không biết làm như nào cả. Mới bắt đầu thử thách thôi mà khó khăn như này rồi. Hay là tôi bỏ cuộc đây. Ngủ một giấc, bây giờ là 6 giờ tối và trời đã tạnh mưa thì cái lều của tôi nó vẫn đang bị ẩm ướt, tức là nó đang bị dột ấy. Ngày mai thì khả năng là tôi sẽ chuyển vào trong cái hang kia. Đấy, thì như tôi nhìn thấy cái hang đấy thì có vẻ như là nước lên thì nó cũng không thể nào ngập được vào bên trong hang. Cho nên là tôi sẽ lựa chọn cái hang đấy làm điểm trú ngủ của ngày mai nhá. Còn bây giờ thì chỉ ở đây thôi, chả đi đâu được luôn. Đấy, nước ngập lên tận bên trên rồi này. Lại ngủ thêm được một giấc nữa. 7 giờ rồi các bạn, bên ngoài trời này. Nói chung là bên ngoài trời tối om rồi, không nhìn thấy gì nữa rồi các bạn ạ. Ngày đầu tiên trải qua thực sự khá là khó khăn khi mà trời cứ mưa liên tục. Bởi vì là buổi tối ở cái đảo hoang này, điều tôi rất là sợ đó chính là rắn. Rất là nhiều rắn ở trên đảo hoang, cho nên là buổi tối tôi sẽ không ra khỏi lều nhá. Đợi tới sáng ngày mai khi mà nước rút thì tôi sẽ đi kiếm đồ ăn để ăn bù buổi tối ngày hôm nay không ăn gì. Khá là đói rồi. Bây giờ vẫn đi ngủ thôi. Bây giờ tôi sẽ gọi cho Sáng để xem tình hình của Sáng như nào nhé các bạn nhá. Vậy là không gọi được cho Sáng Su thì không biết đêm nay Sáng Su sẽ phải trải qua một mình trên đảo hoang như nào. Nói chung là tôi muốn gọi điện hỏi thăm ấy. Lúc gọi được lúc không gọi được mà này, gọi mười mấy cuộc luôn này. Bình thường là sinh tồn tôi hay gọi điện để kiểm tra sức khỏe của Sáng. Ổn thì làm tiếp, không ổn thì thôi, nhưng mà đây Sáng không gọi được cho Sáng nên tôi rất là no. Không biết Sáng có làm sao không các bạn ạ?
6 giờ các bạn ơi. Dậy rồi. Mẹ tôi đã trải qua đêm đầu tiên ở đảo hoang, ngủ ở trên vách đá. Đá nó gập gồ, gập gành, đau hết lưng, đau hết người. Bây giờ thì đi ra ngoài thôi. Wow, nước đã rút hết rồi. Đấy, bây giờ thì đi kiếm đồ ăn thôi. Sau một ngày trôi qua ở trên đảo hoang này thì tôi cảm thấy cơ thể của tôi đã hơi mệt mỏi một chút rồi. Không được ăn lo như ở nhà cho nên mệt mỏi là điều rất là thường tình. Nước mưa hôm qua hứng được thì tôi đã uống hết rồi. Bây giờ tiếp tục sử dụng cái lèo để hứng nước mưa tiếp nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nước mưa đang giọt giọt xuống từng tí một đấy. Cái nước mưa này ấy, thì tôi có thể uống trực tiếp được, không cần phải qua đun. Lá cây cũng hứng được rất là nhiều nước mưa này. Đấy. Cái loang để đây hôm qua để đun nước mưa mà nó cũng hứng được nước mưa luôn này các bạn này. Bây giờ thì đi kiếm đồ ăn cái đã. Đói lắm rồi. Từ hôm qua trời cứ mưa liên tục, mưa suốt thôi, không nghỉ, cho nên là vẫn chưa có gì ăn, chưa có gì đút vào bụng. Giờ đi kiếm đồ ăn cho nó lo cái bụng có sức để sinh tồn tiếp. Các bạn này, kiếm được một cái chai để đựng nước nữa này. Có vẻ như là du khách đi du lịch xong là vứt rác rất là bừa bãi nhá. Mọi người không nên vứt rác bừa bãi nhá. Thì bây giờ cũng đã là 10 giờ rồi. Sau khoảng 3 tiếng tôi đi kiếm thức ăn thì tôi đã kiếm được rất là nhiều thức ăn. Một bữa tiệc buffet luôn. Đây cho các bạn xem luôn. Này. Wow. Có đầy đủ tất cả các món luôn các bạn ạ. Thì mấy cái chai này tôi lấy về để đựng nước. Đấy, như các bạn nhìn thấy thì đây tôi bắt được rất là nhiều. Đây là con ghẹ này. Đây là con cua này. Con cua này, đây này, con cua này. Đấy, con cua này các bạn này. Đủ tất cả các loại luôn. Có ốc, có sò luôn này. Giờ đói lắm rồi. Thôi, di chuyển lèo vào trong hang động, sau đó thì chất củi để ăn thôi. Lúc nãy nhiều ghẹ quá, bắt không để ý. Con ghẹ này có bầu này các bạn này. Đấy, con ghẹ này có rất là nhiều trứng. Thả con ghẹ này đi để cho nó sinh sôi nhá. Để cho đẻ lấy ghẹ để tôi bắt tiếp. Đấy, thả con ghẹ đấy đi nhá. Lát nữa thì nước nó lên thì con ghẹ này sẽ sống. Vận chuyển đồ đạc vào trong hang. Thay đổi địa điểm cắm trại khác. Khá là mệt rồi. Đấy, dựng qua cái lèo dựng tạm ở đây thôi. Bây giờ thì tôi đi kiếm củi để về nấu đồ ăn đã. Đói quá rồi. Quanh quẩn đi chuyển lèo và kiếm củi thì cũng vèo cái 12 giờ luôn. Rất là nhanh. Gọi là mình quên cả cơn đói luôn. Bây giờ thì tôi sẽ đi nấu ăn nhá. Hôm nay sẽ ăn cưng đây nhá. Đấy, những con này là những con đã bị kiểu mới chết ấy. Nói chung là vẫn sống. Nè, con này vẫn còn đang thở này. Đây là hàu này các bạn này. Hàu này, ốc này. Đấy, đầy đủ hết các thể loại món luôn. Ôi các bạn ơi. Nhìn này các bạn, nhìn này. Ôi. Đây chính là bữa ăn sinh tồn ngày thứ hai của tôi. Thì bữa ăn của tôi bao gồm tôm, ghẹ và hàu. Nhưng mà ghẹ với hàu thì tôi chưa lướng. Còn tôm thì tôi đã lướng chín rồi. Rất là đói rồi cho nên là ăn trước đã. Ăn luôn các bạn ạ, ăn nóng thì nó mới ngon. Mời tất cả mọi người cùng ăn. Ui dồi ôi, tuyệt vời quá. Các bạn thấy. Đi sinh tồn như này thật là tuyệt vời. Quá là tuyệt vời đúng không? Thank you.
Tí nữa thì quên chai nước ngọt. Shit thì quên, may quá. Mãi đi giặt quần áo thế là quên mất tôi đang lướng ghẹ. Cháy mất con ghẹ rồi, phí quá. Khô đét hết rồi. Không sao, vẫn ăn được, vẫn ngon. Vẫn ngọt. Đấy, vậy là tôi đã ăn xong bữa trưa của ngày thứ hai. Thì ngày thứ hai ở trên đảo thì lúc đầu rất là mệt, nhưng mà sau khi ăn uống loa lê như này rồi thì cơ thể tôi đã lấy lại năng lượng và đã rất là khỏe. Bây giờ rất là khỏe khoắn rồi. Bây giờ có cả cá mập bơi ra đây tôi cũng thịt hết. Nguyên cả cái mặt sau toàn thịt là thịt này. Ui ôi. Đúng là sinh tồn ở ngoài biển có khác. Toàn hải sản là hải sản thôi. Sinh tồn ở ngoài biển như này thì quá là dễ dàng đối với tôi rồi. Mưa trắng trời luôn. Không biết sáng chung ở đảo như nào các bạn ơi. Thật sự lo lắng luôn. Mưa rất là to. Trời ơi, nhìn này không nhìn thấy gì luôn. Mưa trắng trời luôn. Ôi, sáng xuống ơi, cố lên em ơi, sáng ơi, cố lên, sáng ơi. Sang lấy cái lon về để đun nước uống. Đấy. Đun nước để lấy nước sôi uống nhá. Đun nước sau đó thì tôi sẽ rót vào trong chai, sau đó tiếp tục đun liên tục cho đầy một chai thôi. Bây giờ là ngày thứ hai, tức là chỉ còn hơn 8 ngày nữa thôi. Tôi sẽ hoàn thành thử thách. Đun nước xong rồi, giờ thì đi tắm rồi đi ngủ một giấc thôi. Một ngày trôi qua rất là nhanh luôn. Vèo cái hết một ngày luôn. Vậy là ở ngoài đảo hoang được 2 ngày thì hôm nay mãi đi bắt cá không để ý tay chân xước xác hết rồi các bạn ạ. Đây cho các bạn xem luôn. Đấy, tay nói chung là các đầu ngón tay xước hết rồi. Ui, wow, nước ngập sâu vào tận trong cửa hang rồi. Cách chỗ tôi nằm chỉ còn khoảng tầm 1.5 mét nữa thôi là nước nó ngập lên tới nơi rồi. Có khi nào một lúc nữa nước nó dâng, nó ngập lên hẳn cả cái lèo này của tôi không? Hy vọng là lát nữa nước sẽ rút mà không dâng nữa. Nếu mà dâng nữa thì ngập lèo. Buổi tối ngày hôm nay sẽ không có chỗ ngủ. Thì đồ ăn tôi đã chuẩn bị từ trưa rồi. Bây giờ tôi chỉ việc lướng lại lên và thưởng thức thôi. Đây. Đây chính là ghẹ nhá. Đấy. Mời tất cả mọi người ăn tối. Thì đây là bữa tối thứ hai của tôi ở trên đảo hoang. Ăn xong thì cũng là lúc nước đang bắt đầu rút. Nước đang rút rồi nhá, nó sẽ không thể nào ngập được lên trên lèo của tôi. Và tôi sẽ không lo là phải chạy lèo nữa rồi. Nướng thêm mấy con hàu ăn lốt rồi đi ngủ nhá. Mấy con ghẹ ăn vẫn chưa đủ nhiệt, vẫn đói. Buổi tối thứ hai ăn loa lê rồi, giờ thì đi ngủ rồi. Thì bây giờ tôi cảm thấy rất là nhớ nhà. Ngoại trừ việc nhớ nhà ra thì cũng hơi sợ, bởi vì tôi ở trong hang mà, cho nên là khá lo sợ về rắn rết. Đấy, nhưng mà cái lèo này thì tôi thấy khá là kín, thì chắc là cái rắn rết cũng không thể nào chui được vào đâu. Sinh tồn ngoài đảo hoang này nhớ nhà quá mọi người ạ. Bây giờ là 9 giờ tối ngày 3 tháng 8 2023. Tức là sáng Giê-xu thực hiện được 36 tiếng ở trên đảo hoang rồi. Thì đây là đêm thứ hai, thì tôi sẽ gọi hỏi thăm sáng xem tình hình sức khỏe của sáng như nào nha các bạn nhé. Tôi hiện tại tôi cũng rất là nóng ruột, tôi không biết sáng trên đảo như nào vì không gọi được video các bạn ạ. Trên đảo không có sóng. Xem lần này được không nhá. Vẫn không kết nối được. Không biết sáng Giê-xu làm sao mà không gọi được điện thoại các bạn ạ. Giờ phải làm thế nào bây giờ?
Thế là không biết Sáng Su trên đảo như nào mà không biết bị làm sao không mà không gọi được. Sáng mai tôi phải ra thăm Sáng Su thôi các bạn ạ. Lo lắm. Các bạn nghe thấy tiếng mưa. Mưa khá là to. Cứ mỗi khi mưa lại thấy nhớ nhà, nhớ mọi người ở nhà. Nằm ngủ như này thực sự rất là khó chịu luôn. Mặt đất nó không hề phẳng nhá. Nó gồ ghề xong nó lại dốc chéo xuống. Bởi vì đây là hang động, cho nên là nó xu hướng nó dốc ra ngoài cửa hang. Thành ra là nằm nó cứ bị trượt trượt xuống. Khó chịu cực kỳ luôn. 11 rưỡi và tôi không thể ngủ được. Mệt mỏi, đau nhức toàn cơ thể. Cố gắng nằm để trôi qua cái đêm ngày hôm nay. Ngày mai tính tiếp. Thực sự rất là mệt rồi. 6 giờ sáng thứ 6 ngày mùng 4. Bây giờ đã bước sang ngày thứ 3 và cơ thể tôi vẫn đang rất là mệt mỏi. Không có sự biến chuyển, không có sự thay đổi gì cả. Bây giờ tôi bắt đầu từ Bắc Linh di chuyển ra biển. Đấy, các bạn nhìn trời mưa này. Ngày nào cũng mưa này thì không biết Sán Giê-xu sinh tồn ra sao. Chân không có đắp, áo không có mặc. Áo thì lúc nào mặc áo ướt à? Hiện tại thì nước vẫn chưa rút. Nhưng mà lát nữa khoảng tầm 9-10 giờ nước rút hết, tôi sẽ tiếp tục đi tìm thức ăn nhé. Tất cả mọi vật dụng có thể giúp ích được cho tôi đều sẽ nhặt hết. Trong lúc đi tìm chai để hứng nước ngọt, tôi phát hiện ra một cái bẫy cá. Có vẻ như bẫy này vẫn hoạt động tốt, tôi sẽ sử dụng bẫy này để thử xem có đánh bắt được cá hay không. Tôi sẽ sử dụng những con hàu như thế này để làm mồi đánh bẫy, xem ngày hôm nay có thu hoạch được gì không. Tôi sẽ đặt cái bẫy này ở ngay cửa hang luôn. Hy vọng là bắt được tôm và cua nhá. Nước biển đã cạn rồi, bây giờ tôi sẽ đi bắt cua, bắt tôm nhá. Thì hôm nay chủ yếu là bắt tôm. Tôi thích ăn tôm hơn, ăn ghẹ lâu lắm. Ôi sáng đâu rồi, sao im im thế? Sáng ơi! Sáng chưa làm gì đây? Ôi, Sán Su sau 2 ngày ở trên đảo hoang giống như người rừng rồi, trông kìa, cả trần trông kìa. Ôi, Sán Su này người rừng rồi các bạn ơi. Ui em ơi, nhưng mà anh thấy em có cơ bắp hơn đấy. Tôi đã được ngồi trên thuyền, Sán Su kéo các bạn ạ. Ui dồi ôi, Sán Su mấy hôm gặp thành người rừng rồi. Em sinh tồn ở đây 1 tháng anh ạ, anh yên tâm. Sán Su nói bé lắm, yếu rồi. Ui dồi. Để xem nhá, xem thành quả sáng ngày. Ui ui, sáng bắt được ghẹ này. Ui ghẹ to thế. Đồ luôn. Nhưng mà ghẹ ở sâu biển mà to thế á. Bự bự. Ui ui. Nhìn con ghẹ này. Ui sập các bạn ơi, Sáng Su bắt được nhiều lắm, cứ tưởng Sáng Su trên này không có gì ăn cơ. Sáng sáng ơi, những cái tôm này em bắt từ bao giờ mà em phải nướng đi chứ đừng để nó chết lâu quá. Thì hôm nay bắt đấy, chưa nấu ăn. Thế từ sáng chưa ăn gì à? Chưa. Ủa sao đây sáng có sáng sự dâu đầy đi, sáng xem dâu đâu. Ôi dâu đã đầy đi. Thôi được rồi, thế chỗ ăn này là đủ anh em mình ăn trưa rồi, nhưng mà phải chiều nay phải kiếm thêm, không tối nay anh em ăn gì? Tối ăn cái này luôn. Thôi phải ăn, em mày ăn nhiều vào, kiếm được nhiều vào. Thôi bây giờ khả năng em dạy anh cách bắt đi. Đâu, nhà em ở đâu mà anh chưa đến nhà em ở đâu? Em ở trong hang. Ở trong hang luôn á? Ui, Sáng Su vác cả cái ác quy lặng 30 cân kìa. Sáng Su khỏe lắm các bạn ạ. À, đây cái gì đấy, sáng nước uống đấy à? Nước uống. Sao em cứ lấy đâu nhiều đấy? Đấy, toàn những cái nước này đều là nước ngọt. Anh thấy có chai nước ngọt đây nhá, thế em trôi vào đây à? Nhặt ở ngoài cửa hang. Đây, anh thấy có chai nước ngọt đây này, đúng nhưng không? Chai đấy hết hạn rồi. Hết hạn rồi? Nhưng mà nhặt được ở ngoài đấy. Thế có uống không? Uống hết. Uống hết à?
hết hạn còn ngon hơn là nước mưa rồi. Lâu nay uống hết. Lên thăm Sáng Hiền Du cho Sáng Du ở thế nào. Cái này có chơi đúng đấy. Nước lên đến cửa hang này luôn đó hả em? Lên tận đây mà. Tận trên đấy luôn. Tận đây mà. Anh sợ mưa này nó sợ lạnh. Đây chăn đây. Đây là cái áo mưa. Mình bị áo quy để sạc điện thoại mới sạc pin máy quay. Hôm nay tôi lên thăm Sáng Hiền Du thì tôi sẽ ở lại luôn một hôm để trải nghiệm xem là sinh tồn một ngày ở đảo hoang của Sáng có khắc nghiệt không nhá. Thì thôi thì anh lên sinh tồn rồi Sáng. Để anh quay Sáng nha. Này các bạn này. Sáng đang người đang ướt hết này. Chắc là thế đi bắt từ Sáng à? Từ Sáng luôn. Thì nói chung là Sáng người ướt hết từ Sáng là khổ thân thôi. Đi em đi vào thay quần áo rồi làm trong trong lều đi để anh đi kiếm đồ ăn. Hôm nay anh lên đây để anh đi kiếm đồ ăn cho. Đố anh kiếm được đồ ăn. Thế sao em ở dưới này có nhiều con thì anh đi quần như này? Quần được. Không có à? Phải đợi nước cạn thì mới đi bắt được chứ nước đây này đố anh bắt đây. Không bắt được, để anh xuống bắt. Bây giờ Sáng thay quần áo ấm đi xong là lướng hết cái số ghẹ, số tôm về của em đi. Còn bây giờ anh đi kiếm đồ ăn, nhiệm vụ của em là cứ ở trong đấy lướng đồ ăn với nghỉ ngơi đi. Để anh kiếm đồ ăn nhé. Đố anh dưỡng bắt được hải sản đem về đây. Con ghẹ đầu tiên các bạn ơi. Đấy, Sáng này cứ chê anh không bắt được ghẹ này đấy. Ui ôi, ghẹ xanh nèo luôn. Đây, ghẹ xanh nèo luôn, nhìn ngon lắm các bạn ạ. Đây. Nhưng mà mỗi tội cắp nó cắp đau quá. Trên đảo hoang này á, bắt cá rất là khó, nói chung là cá phải có lưới bắt mới được cơ. Chủ yếu là bắt ghẹ mới bắt hàu thôi nha các bạn nhá. Nước biển đang tràn trong đảo này. Nếu mà không có cái thanh gỗ này chắn thì bây giờ nước trong đảo cao như này rồi các bạn ạ. Ui, có con gì chảy vào đấy? Có rất nhiều cá hay là con gì nó chảy vào đây. Này có cái rổ hứng ạ, được. Hôm nay đổi món không ăn ghẹ, ăn cá Sáng ạ. Hứng cá, hứng cá, hứng cá đây. Cá, tôi thấy cá rồi. Ồ nhá này, tới chưa, có cá con ơi. Sáng ơi, có cá đây em ơi. Có cá. Sáng ơi, mang lên đây. Sáng ơi, mang chú lưới đây Sáng ơi. Có cá. Chảy máu tay rồi, ai à, chảy máu tay rồi, ui được nhiều cá lắm, cá bống này, chảy máu rồi, ai à, ui Sáng kia đứng kia, ai bút á, ui con cá này nó húc vào tay, ui được một con cá bống, ai à, Sáng ơi, anh bảo trong này, ai à. Sáng anh bị mắc gai cá rồi, ai à, chuồn, ai à, wow. Quá trời cá luôn. Ủa các bạn ơi, không biết con cá này ăn được không? Các bạn ơi, không biết con cá nhìn màu này có ăn được không ta? Đây là bữa tối chúng tôi gần như là có nhá. Tối nay toàn ăn cá hết. Nước bắt đầu chảy mạnh vào thì tôi sẽ bắt được cá to này. Cái cống này bây giờ nước biển vào mạnh quá không giữ được cái rổ nữa rồi. Không bắt ra thế đủ ăn tối rồi. Bây giờ Sáng Hiền Du sẽ nhóm nửa lưỡng đồ ăn. Để như các bạn thấy cái điều kiện sinh tồn của Sáng Hiền Du thật sự là khó khăn các bạn ạ. Kiếm đồ ăn chỉ được mấy tiếng buổi sáng khi nước rút thôi các bạn. Còn bây giờ chiều nước lại lên rồi. Thì bây giờ lại không đi kiếm ăn được nữa, lại trời mưa này nữa, không làm gì được các bạn ạ. Nói chung là cái thử thách này thật sự là siêu thử thách sinh tồn luôn các bạn ạ. Ở trên đảo này lại có con gì nó đốt ý các bạn ạ. Con gì nó như con diễm ý. Nó vào, nó bâu vào xong nó đốt, hút máu. Ui dồi ôi các bạn ạ. Thật sự là kinh khủng luôn các bạn ạ. Không thể tưởng tượng được luôn. Wow bạn ơi. Ghẹ đang được lướng rồi. Ôi cháy rồi Sáng ơi, Sáng. Nóng à, em phải sao? Wow, cảm giác thật là khó khăn nhưng mà cố gắng các bạn ạ. Đây là đĩa hải sản của cả ngày hôm nay đây. Đây Sáng sẽ lướng nốt mấy con cá vừa lại bắt được. Nướng cả con luôn. Trưng dụng cái con cha dao này làm chảo luôn này các bạn này. Cái cảm nghĩ của em sau 2 ngày sinh tồn trên đảo hoang như nào? Đây hang động hoang chứ không phải đảo hoang. Anh chỉ thấy râu dài ra thôi. Em thì vẫn thấy bình thường. Nhưng mà tối đến ngủ không hiểu sao ấy. Các cơ nó mỏi, ôi là mỏi. Ngủ đau hết các cơ luôn. Ngủ hang động chả thế.
Thì bây giờ tối nay có anh ngủ cùng còn gì nữa, xuống thế gì nữa. Hai anh em ôm nhau nó ấm. Lịch kịch mãi chứ xong các bạn ạ. Có cái loại cá này chúng tôi chưa dám ăn nữa. Thấy nó cá này sợ sợ, nhìn màu sắc này không dám ăn. Wow, đây là đĩa hải sản trên đảo hoang các bạn ơi. Thì tôi mới sáng sẽ ăn hết cái đĩa này nhá. Thì cái đĩa hải sản này coi như là ăn cả ngày luôn. Sinh tồn trên đảo hoang khả năng là ăn một ngày chỉ ăn một bữa thôi. Đi ra giữa biển để ăn mâm hải sản luôn. Ăn hải sản là phải ra biển nhá. Ở trên trong cái hang động kia làm gì có chỗ ngồi các bạn ơi. Không, thật sự là điều kiện ở trên đảo này thật sự là khó, sinh tồn khó khăn các bạn ạ. Bây giờ là 3:30 nhá, thứ 6 ngày mùng 4 này nhá, rất là rõ ràng, không có bạn lại tưởng bọn tôi giả vờ. Rửa tay luôn này, rửa tay trên biển luôn này. Ai à, ai à. Ok nhá, tôi sẽ ăn thử con cá này trước. Ngon ngon. Con cá được em ạ. Cá được. Cá kiểu như là cá biển nó mặn sẵn rồi đúng không? Không. Không mặn á? Cá được. Biển phải mặn chứ. Ý ăn được thôi em ơi. Ăn thế này thì lấy đâu ra ngon. Anh Dưỡng thử lêu cảm nghĩ sau khoảng 4-5 tiếng sinh tồn cùng với em xem nào. Anh ghét nhất là cái con gì nó đốt lên người ấy. Cứ bậu và đốt liên tục. Cái con diễm ấy, không biết là diễm ở đây nó hút máu cơ các bạn ạ. Nó đốt liên tục. Tôi phải ghét con đấy thôi. Với cả không có chỗ đi lại. Đảo hoang thì mà không có chỗ đi lại, không có chỗ ngồi, không có chỗ đứng. Thật đảo. Sự cái đảo đây không gọi là đảo hoang. Đây thực sự là đây là gọi là sinh tồn trên biển rồi các bạn ạ. Mình làm gì có chỗ đứng đâu đây. Nhưng các bạn như khi lướt lên này, chả còn chỗ nào để đứng nữa. Có mỗi trong hang kia thì nó không ngồi, không đứng được. Ôi ôi các bạn ơi, con ghẹ này là con ghẹ khổng lồ. Khéo đây là lần đầu tiên tôi đã quan con ghẹ to như này. Này, nếu mà nó xòe càng ra nó phải 2 gang. Đấy. Lần đầu tiên trong đời anh con ghẹ to như này. Bình thường ăn ghẹ nó sẽ bóc ra như thế này. Ui, ui. Đấy, ngon quá các bạn ơi. Nhưng mà nướng nó oi khói quá. Ui giời. Sáng ơi anh đã bảo rồi, nướng vừa vừa thôi, ngọt lịm luôn các bạn. Ui giời. Thịt ghẹ ngọt lịm luôn này. Này, thấy chưa, chín chưa. Em nướng vừa vừa thôi, em phải không nghe anh. Sáng nó bảo nó nướng cháy đen xì các bạn ạ. Ghẹ to ngập mồm thôi này. Thịt ghẹ tươi nướng, ui ôi. Ngọt lịm luôn các bạn, thật luôn. Lần đầu tiên tôi ăn ghẹ ngon thế, hay là do đói nhưng mà ngọt, sao ngọt thế nhỉ? Ngon thế. Ghẹ này còn không mất tiền chứ, ghẹ này ghẹ tự bắt chứ. Cảm giác ăn đồ không mất tiền ngon thật. Mời các bạn ăn tôm biển nhá. Thịt đúng nó khác, tôm nó ngọt thật. Nhìn nó giống nhưng mà nó khác thật. Ngon quá. Thôi, cho sáng ăn nhé các bạn nhé. Các bạn thử bình luận xem tôm này là tôm biển hay là tôm lưng ngọt. Tôi nghi sáng mang tôm ở lưng ngọt ra lắm, xong giả vờ lắm. Yên tâm, mai em dẫn anh đi bắt tôm với cả quay cho bạn xem luôn. Các bạn, tôi ở đây một mình ấy, thì quay video rất là khó khi mà mình phải tranh thủ thời gian để đi bắt từng con cua, con ghẹ, con tôm một. Không thì nước biển nó dâng, mình không kịp bắt. Thành ra tôi không quay cho mọi người xem. Đây, hôm nay có anh Dưỡng rồi thì mai kiểu gì cũng quay cảnh đi bắt tôm cho mọi người. Okay. Ăn con tôm ngập mồm. Đây là cả ngày đấy, cố gắng chắt chiu mà ăn lấy dinh dưỡng. Chân tay của Sáng Su xước hết luôn nhá. Anh nghĩ vẫn có bạn bảo là Sáng giả vờ lắm, Sáng đi về ngủ lắm, anh nghi lắm. Tay của Sáng là xước hết sạch luôn nhá con nhá. Cả bàn tay của Sáng là bị xước với cả ngấm nước nên nó biến dạng rồi nhá. Cả bàn tay của Sáng là xước hết luôn nhá các bạn nhá. Đấy. Đi bắt ghẹ cả mấy ngày thế đấy. Ui giời, ngon đấy, ăn đi em ơi. Ui giời. Ngon thế nhỉ. Ngon không? Thôi, bắt mày quay đi ăn đi anh Dưỡng ơi, không em ăn hết đấy. Mời các bạn ăn nhá. Có một điều đặc biệt nhá các bạn nhá. Này. Sáng Su đi lướng một con này này các bạn này. Mà tôi vừa mở ra định ăn mà toàn đất này. Sáng Su này.
sáng Su thấy vợ anh Dưỡng bảo khát nước, ấy sáng Su đi tiếp đãi bằng món nước nước đun ống bơ. Sáng Su mặt đã nhọ nhèm gì, đã vừa ăn đồ nướng xong mặt vẫn nhọ nhèm mà. Sau khi nước lên thì bây giờ chúng tôi chỉ còn cách bơi thôi. Nhưng mà bơi cũng chả để đi đâu cả các bạn ạ, vì cái đảo này có đi được đâu đâu. Sườn đá dựng đứng, nói chung là cũng chả đi được đâu. Chờ đến sáng mai nước rút xuống chân thì mới lại đi được thôi. Còn bây giờ từ 5 giờ chiều đến sáng hôm sau là coi như là chỉ là trong hang động thôi các bạn ạ. Ở đây mấy ngày liền chán lắm rồi, hay là bỏ cuộc đi nữa. Thôi, cố gắng lên em ơi. Nói chung là cứ chỉ ăn với đi kiếm đồ ăn xong lại rút vào trong hang động này ngồi. Tối ủa? Đến thì đến sóng điện thoại còn không có chứ không nói gì tới mạng điện thoại. Sóng điện thoại còn không có thì lấy cái gì mà nghịch. Thật sự là chán thật nhưng mà cố gắng lên em ơi. Các bạn ơi, lần đầu tiên trong đời tôi đi tắm biển tôi không sợ bị cá mập các bạn ạ. Vì ở cái đảo, biển ở trong đảo này thì kiểu như cái lối nước vào thế này tôi không sợ cá mập các bạn ạ. Tắm thích lắm các bạn ạ. Sau khi nước sủi thì đổ lên chai để tích nước nhá, để giữ cho hôm sau uống. Bây giờ là 6 giờ 19 phút thứ 6 ngày 4 tháng 8 2023 nhé các bạn nhé. Thì 6 giờ tối chúng tôi đã vào ngủ rồi vì không có đường để đi, chỉ có mười mấy mét vuông để nằm như này thôi. Đây, lều chúng tôi đây. Tôi mang thêm được cái chăn ra đây để đắp mà trong cái hang động nóng lắm các bạn ạ. Trong hang động nóng lắm, sáng Su phải quạt này, ngồi quạt. 9 giờ đêm rồi sáng Su dậy uống nước với ăn ghẹ nhé các bạn nhé. Ghẹ lúc chiều vẫn còn một chút thì sáng Su để dành để tối ăn. Lần đầu tiên ngủ trong hang động, quá đáng sợ luôn các bạn ạ. Mưa to quá các bạn ơi. Ôi giời. Ôi sáng này mấy giờ nước rút, sao giờ nước vẫn rút hết, thế bắt cái rồi gì. Buổi sáng ngày mùng 5, mưa siêu to luôn. Không biết hôm nay có cạn nước không, nếu mà không cạn nước thì sẽ không bắt được cá mới tôm. Cái cảm giác ngủ trong hang động đáng sợ thật các bạn ạ. Lưng của tôi đau hết lưng luôn. Vì cái hang động, các bạn nhìn cái thành đá này, nó không hề phẳng phiu ấy, làm nó gập gồ rồi, đau hết lưng luôn. Đêm đến ngủ cứ sợ ma với cả sợ cái hang động sập. Nước này mùi oi khói, toàn mùi bếp thôi. Mong là hôm nay có một con cá thật to mắc cạn ở trong đây để tôi bắt tôi ăn. Sáng nay Su đang ngủ nhá. Khả năng là mấy hôm nay ở trên đảo mệt, tôi thấy ngủ nhiều lắm. Ngày thứ tư, bây giờ tôi sẽ đi kiếm thức ăn nhé các bạn nhé. Đi bắt một tiếng đồng hồ bắt được mỗi con cua các bạn ơi. Ở nước hôm nay lâu rút quá. Tất Peri Sport bè nông sáng. Quá bè luôn. Lội nước băng suốt mấy ngày hôm nay rồi nhưng mà vẫn trắng quá. Cái tất màu trắng thì có thể chuyển sang màu đục, màu kiểu như màu bùn nhá. Nhưng mà cái logo vẫn rất là đẹp nhá. Sáng sau bây giờ sẽ dẫn tôi đi bắt tôm chứ hôm qua cứ khoe và hôm nay đi bắt tôm thôi. Trong lúc chờ nước rút thì bây giờ tôi mới sáng sẽ đi dọn rác ở trên đảo nhá. Sáng là những cái túi bóng nó dính ở trên thành đá các thứ kìa. Nhưng mà phải có cái bao đi để đựng chứ. Có cái rổ đằng đấy không? Không, cần đấy dùng cái túi bóng thôi. Em cứ đi nhặt cái túi bóng thôi. Còn những cái lưới này thì mình làm sao mà lấy được. Em cứ nhặt những cái túi bóng chai lọ thôi. Những cái rác nhựa ấy. Đấy, mọi người nhìn đường đi ở trên đảo này.
toàn những con hà con hào thôi, nếu mà chỉ cần trượt tay trượt chân một cái là đứt tay đứt chân luôn đấy các bạn ạ. Xá có cái bao này, nhặt lốt đi em ơi. Cái bao nó bé bé thế này, nhặt được thì nhặt lốt đi. Những cái cạnh của tảng đá rất là sắc nhọn, chỉ ngã một cái rồi đâm vào tảng đá thôi, thật sự là nguy hiểm các bạn ạ. Thật sự là tôi thấy rất nhiều rác nhựa luôn. Rác chai nhựa, rồi rác túi bóng, túi ni lông. Túi ni lông là nhiều nhất. Chai nhựa cũng nhiều, mà cái gì cũng nhiều các bạn ạ. Các bạn nhìn chúng tôi bình thường là thôi, nhưng thực ra chúng tôi đang bị rất nhiều cái con vật nó đang đốt lên người đấy. Cái con dĩm nó đang đốt đấy. Vậy là chúng tôi đã dọn rác xong một vòng quanh đảo thì được một bao nhỏ nhỏ như này. Túi ni lông nhá. Toàn túi ni lông một bao luôn, sợ thật. Trên đảo hoang không hề có sóng điện thoại nhá các bạn nhá. Này. Thời buổi 4.0 rồi mà không có sóng điện thoại thật sự là rất là khó chịu luôn các bạn ạ. Đấy của tôi hoạt động rồi nhá. Ui. Ui các bạn ơi, cua to đùng luôn. Vậy là trưa nay có đồ ăn rồi. Ui, con cua to đùng luôn, cái này nó cắp đây em ạ. Ấy, con cua to lắm các bạn ạ. Đổ ra luôn á. Chặt. Con cua này nó mạnh lắm. Cái càng to này mà cắp một cái là cụt ngón tay luôn. Vì vậy là tôi không dám cầm nên tôi úp về luôn. Vậy là có cua ăn rồi. Nhưng mà mới có một con, phải nhiều cơ. Phải nhiều như hôm qua cơ, phải tầm 20 con ghẹ, 20 con cua cơ. Thôi, ra chỉ chờ nước cạn này là anh em mình đi bắt được thôi. Ô, ghẹ ghẹ quá nè. Thắng ơi, nhanh. Ghẹ. Ui, nhanh thắng ơi. Ui, thắng ơi, nhanh không mất. Ngoài đâu rồi. Đứng chờ nước rút thôi cũng có ghẹ đến tự lộp mạng. Wow. Ui, nhưng mà ô sao con ghẹ này mất một chân à? Thôi còn một càng thôi. Thôi còn một càng cũng được, nói chung là có ghẹ là được rồi. Yeah. Vậy là có một ghẹ một cua, sợ nó cắp nhau ấy, lát người luôn. Đừng sáng đừng trêu đấy thì chưa. Mày đừng trêu thế này. Đấy nó cắp đôi. Ui nó cắp thủng người con ghẹ luôn các bạn ơi. Ui. Ui ôi con cua này nó cắp thủng người con ghẹ luôn. Thằng sáng này đã anh bảo rồi mà. Một chú tôm tự nhảy lên bồ làm bẫu ấy, nó xong nước. Hỏi úi giời ơi. Trời ơi tôi thấy con tôm nó nhảy lên bờ xong nó chạy mất. Chúng tôi không biết con này là con gì nhưng mà ở đây rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt để lướng. Con này là con gì đây, ăn được đấy. To như con hàu này ăn được đấy. Sáng bắt con gì được mà hô to đấy. Bắt được con gì mà hô to đấy. À tôm hơi bé em ơi. Hơi bé nhá. Thế là được rồi. Nước trong này sắp cạn rồi. Chúng tôi sắp đi bắt ghẹ, bắt tôm ở đây rồi. Ghẹ lối đầy luôn thằng ơi. Ghẹ lối đầy luôn các bạn ơi này. Ui, tôi nhìn thấy hai con rồi. Một con đây này, đây, một con đây, nó đây là một con chỗ này luôn. Nó ẩn đi. Đấy, không, chỗ cái đấy. Ok, let's go, xanh nèo luôn, ui, to đùng luôn. Ngon quá. Ui, ôi. Đấy, không các bạn lại bảo chúng tôi đi bắt đấy con cái kia nữa. Nhìn chưa? Đấy. Vồ luôn em ơi, nó đã lúp xong đấy rồi. Ui, lại một con ghẹ to đùng nữa. Đâu? Toàn ghẹ xanh nghèo hơn, ngon hơn các bạn ơi. Đây. Còn nữa. Đấy. Ui giời. Đây là thành quả của anh em tôi cả buổi sáng. Một túi ghẹ. Cái này kiểu như cái biển này trong cái ao ấy, nó bị cạn trong đây. Khả năng anh em mình bắt 3-4 hôm nay là sắp hết rồi, mai khả năng còn không còn nữa cơ. Ui dồi ôi, tiếp tục nhá. Thôi tôm bé tí bắt làm gì em. Mà tôm ngon. Bé tí không bỏ ăn. Đói quá rồi các bạn ạ.
Trong là ngày hôm qua tôi ăn có mỗi một con ghẹ, còn đâu nhường hết cho Sáng Su, giờ đói quá. Vậy là Sáng Su đã kết thúc một buổi đi bắt ghẹ, bắt tôm. 5kg ghẹ, chỗ này phải 5 cân, cả tôm cả ghẹ, 5 cân. Các bạn nào thích ăn không? Nhưng mà bật mí cho các bạn là coi như là hôm nay tôi mới Sáng bắt hết cả cái biển ở trong đảo này rồi, tức là khả năng mai là không còn gì ăn rồi. Mọi ngày thường thì Sáng vần ở đây bắt ở đây này, thì hôm nay chúng tôi đã đi bắt hết cả tiếp về đằng kia rồi, thì khả năng là ở đây là còn hết ghẹ được cơ. Chụp em kiểu ảnh làm kỷ niệm. Sáng Su bắt bắt ghẹ rất là giỏi nhá các bạn nhá, kỷ niệm sống ở trong hang đá. Một rổ ghẹ luôn. Ghẹ này mà có xoang hấp lên nhỉ. Ui. Thôi anh em mình đang sinh tồn nên lướng là được rồi. Lại đòi hấp với xả nữa thì thả ghẹ bé về tự nhiên để cho nó lớn nha. Cái này bé quá. Chạy đi. Mời các bạn ăn bữa hải sản siêu to khổng lồ nhé. Ui. Từ hôm qua tới giờ hôm nay mới được tiếp tục ăn lại. Chiều hôm qua đến hôm nay là một ngày, nói chung là chúng tôi một ngày chỉ có một bữa thôi nên cái cảm giác đói nó lúc nào cũng ấy. Dâu Sáng càng ngày càng dài thì sao? Anh dâu của em càng ngày càng dài rồi. Em ở đây 4 hôm rồi chả dài. Vậy là Sáng Su đã ở trên đảo hoang này là 4 ngày 3 đêm rồi nhá các bạn nhá. Rồi ăn đi em. Ăn ghẹ đi. Ui, còn con cua khổng lồ này, em ăn con cua khổng lồ đi. Cái con này là con gì nhỉ? Con vẹn sao hay con gì nhỉ? Chúng tôi không biết có ăn được không, chúng nó cứ lướng lên. Ui, càng tao đúng à? Càng đố, càng con này cứng lắm. Đây là chỉ một cái hốc nhỏ thôi mà đã nhiều thịt thế này rồi. Mời các bạn ăn nhá. Ngồi ở cái khung cảnh như này mà ăn hải sản thì tuyệt vời các bạn ơi. Thì mực nước đang lên rồi, lại đang dâng lên rồi nhá các bạn nhá. Thì chúng tôi chỉ có vài tiếng để ăn thôi. Tôi làm tạm cái con này vậy. Con này là con gì tôi không biết. Nói chung là thấy nó có thịt là ăn nè. Nó màu nó hơi đỏ đó. Ăn ngon, mùi, mùi béo béo, ngon. Kiểu như trong lúc đói hay là đói nó ngon, nhưng mà sao anh thấy nó mặn mặn à? Ngon lắm. Thì đồ biển nó phải mặn mặn chứ. Cái con này là hợp luôn khẩu vị rồi con này. Tôi nhận lấy con to nhất tôi ăn này. Dạ. Nhưng mà sao nó có rễ cây nhỉ? Sao cái con này nó có cả rễ nhỉ? Ngon lắm. Con này ăn nó mặn mặn ngon lắm. Được. Mấy con nào, con này con gì? Wow. Ngon quá. Thật sự là rất là ngon. Sáng Tiên Su chán ngủ ở trong hang động rồi. Bây giờ ra ngoài tảng đá ngủ cho nó thoải mái rồi. Trong hang động đau lưng như sao ấy. Gió lên rồi tung mưa. À quên, nhầm các bạn ơi, tôi đang hát nhầm. Gió lên rồi các bạn ạ. Lại chuẩn bị mưa rồi. Anh đang nói thế. Sáng ơi, anh có một thông báo cho em. Thông báo gì anh? Thì anh sẽ chấm dứt cái thử thách của Sáng từ bây giờ. Tức là sẽ dừng thử thách tại đây. Nhưng mà sao lại dừng? Đang thực hiện mà. Thế tối nay mình ngủ đây nhá. Tối nay em ngủ đây nhá. Em muốn về lắm rồi anh ạ. Sáng Su lại đang nhặng. Sáng Tiên Su các bạn ơi, ở tối đầu tiên nó đòi về rồi, tối thứ hai cũng đòi về, thế là ngày thứ ba tôi phải lên đây tôi cổ vũ, tôi phải sinh tồn cùng đấy, không thì kéo nó về từ hôm đầu tiên cơ các bạn ạ. Nói chung là cái thế hệ trẻ của chúng ta ấy, thì không phù hợp với ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ hang, ngủ hốc như cha ông chúng ta hồi xưa nữa rồi. Mỗi thế hệ là một có cuộc sống khác nhau, nên bây giờ cái thế hệ trẻ của chúng ta là rất khó để sinh tồn như cha ông chúng ta hồi xưa. Thì bây giờ giới trẻ cập nhật với xu hướng hiện đại rồi. Ở tức là ngủ điều hòa. Bạn này xu hướng ngủ điều hòa, ngủ tivi, ngủ điện thoại rồi các bạn ạ. Chứ bây giờ không thể nào gọi là sinh tồn ở trên cái đảo hoang như này được nữa. Lốt hôm nay là về rồi, tôi muốn tắm biển lốt hôm nay. Lời đây có bao nhiêu kỷ niệm của tôi sinh tồn 4 ngày liền ở đây. Sáng ơi, làm gì mà bao nhiêu kỷ niệm, em có nói quá không? Có 3
4 ngày 3 đêm mà em có lời quá không Sáng? Ừ, thế là nhiều kỷ niệm rồi chứ. Sáng xuống tắm biển ơi. Các bạn này, đã tắm luôn rồi. Nước đã lên đâu, chào một tí nước lên, chào tí. Thế này là được rồi, thế này là bơi được rồi. Bơi ngang đầu gối hả? Ôi, sáng xuống đi tắm rồi. Nước mới lên đến đầu gối mà đã định đi tắm rồi các bạn ơi. Tắm biển đó. Sáng xuống tắm biển lần cuối nha các bạn nha. Thực ra cũng là rất là thương Sá Su các bạn ạ. Một cậu thanh niên trai trẻ mà lên đảo sống không có mạng, không có điện, ngày thì đi kiếm đồ ăn, tối thì lại vào hang khổ thân các bạn ạ. Nói chung là tôi muốn dừng thử thách để cho Sáng đỡ khổ thôi. Đi bắt ghẹ mang về làm quà các bạn ạ. Bắt mãi chả được con nào. Hết luôn rồi. Sá Su đang đi bắt ghẹ về làm quà nhá. Đi là nước sâu hoắm rồi, không bắt được con nào rồi. Đi sinh tồn lại đi bắt ghẹ mang về để ta làm quà. Được đấy. Không bắt được con ghẹ nào các bạn ơi. Thôi giờ mấy anh em tắm tí rồi về không. Trời nổi gió sắp mưa rồi. Âm u ơi là âm u rồi này. Thôi tắm lốt đi rồi về anh nữa. Và đây là phần thưởng cho sự cố gắng của Sáng Su. Sáng Su đã sinh tồn được 4 ngày 3 đêm ở trên đảo này. Thì tôi cũng tặng mỗi ngày của Sáng Su trên đảo hoang là 1 triệu. Đây, tặng Sáng Su 4 triệu. Okay. Anh ơi, em được 4 ngày tới bây giờ là tầm 5 giờ rồi. 5 giờ là thêm được độ 8 tiếng nữa. Ô cái này. Em đang Sáng Su đang bị ảo, Sáng Su đang bị mơ ngủ. Em nhầm à? Anh tính cho em là bây giờ thực ra mới là 3 ngày, hơn 3 ngày hiểu không? Chưa được 4 ngày. Đâu, bây giờ là ngày thứ 4 rồi. Thế? Thế mới là 4 triệu đây, chưa được 4 ngày mà đã được 4 triệu rồi. À ừ nhỉ. Phải lốt đêm nay thì mới là được 4 ngày tròn chứ. Sáng Su đã đợi đòi thêm tiền rồi chứ. Đây là em thất bại đấy nhá, không phải là ấy đâu. Rồi nhá các bạn nhá, nói chung là đây là phần thưởng cho sự cố gắng của Sáng. Trụ được 4 ngày 3 đêm ở trên đảo hoang thì chúc mừng Sáng nhận được phần thưởng 4 triệu từ Phương Vũ Dưỡng. Tôi ở đây được 4 ngày là quá tuyệt vời rồi, gọi là quá sức mong đợi của tôi rồi đấy. Thôi đi vào dọn đồ đi về đây, đi về thôi, về tiêu tiền thôi. Làm thử thách xong thì dọn rác nhá. Những cái chai nước này là Sáng Su nhặt ở trên biển. Nhưng bây giờ tôi sẽ nhặt và mang lên trên bờ nhé. Vừa tôi đã dọn rác xong. Bây giờ mang cả bao rác túi ni lông lúc sáng dọn nó quanh đảo này mang lên bờ luôn. Mang lên bờ đất liền nhá. Đi làm thử thách sinh tồn mang được về bao rác to đùng này. Này vợ có biết thì vợ tưởng quà. Tạm biệt hang động nhá. Ui hang động sống với tôi 3 ngày liền. Đi về thôi, về thôi. Cuối cùng cũng được về rồi. Nếu mọi người thấy clip của tôi hay cho tôi một like và subscribe nhá. Cảm ơn các bạn xem clip. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.